quay lại đăng lên YouTube, nó mập mở TV coi luôn, trên TV có luôn nha. Ok. Và sau khi giăng đèn ở xóm kết thúc, với các món nhậu còn có cái đỏ nghèo bất ống đậu bò và nến tre. Đây là đường đường xung quanh xóm mình này. Đây là chú cà phê và cái này là cà phê. Đây là bánh kem Việt Pháp.